Xin chào các em. Như vậy là trong cái khóa học mà chúng ta đang nói ở đây là chúng ta đang nói về chương 1 Esther. Thế thì trong các cái bài giảng trước thầy đã nói với các em về các cái thông tin liên quan đến Esther như là vấn đề đồng phân, danh pháp, xác định cấu tạo, rồi phản ứng đốt cháy, phản ứng sập vòng ngoài Esther. Thế nhưng vấn đề là Esther thì nó được tạo ra như thế nào? Thế thì cái bài giảng hôm nay chúng ta sẽ tập trung vào vấn đề này. Thầy sẽ giới thiệu chúng ta một cái nội dung đó là phản ứng Esther hóa và phương pháp điều chế Esther. Thế bài giảng này sẽ gồm có hai phần. Trước hết chúng ta sẽ nói về cái nội dung là để điều chế một cái Esther cụ thể chúng ta sẽ làm như thế nào. Chúng ta đi vào nội dung thứ nhất là A lớn là phương pháp điều chế Esther. Trong số các Esther ấy, thì thực tế thì để điều chế thì cái con đường chung nhất để chúng ta điều chế một Esther đó là thực hiện cái phản ứng Esther hóa. Thế thì cái phương pháp chung của chúng ta ở đây, phương pháp chung để điều chế một Esther bất kỳ, chúng ta sẽ sử dụng cái phản ứng Esther hóa. Trong đó chúng ta sẽ sử dụng các axit và ancol tương ứng và cho nó thực hiện phản ứng với nhau với xúc tác là H24 đặc và điều kiện nhiệt độ cao. Cụ thể nó như thế này là RCO OH khi em đã đun với ancol là HOR phẩy thì lúc này sẽ xảy ra phản ứng Esther hóa. Phản ứng Esther hóa. Trong đó nhóm OH của axit sẽ bị thay thế bởi nhóm OR phẩy của ancol để tạo thành Esther RCOOR phẩy và đi kèm với nó là có sự tạo thành nước. Bằng phương pháp đánh dấu đồng vị thì người ta đã xác định được rằng là cái nước sinh ra ở đây là từ hiro của ancol và OH của axit. Cách làm này rất đơn giản, đó là thay vì dùng oxy 16 thì người ta đã thay oxy trong ancol bằng oxy 17. Và bằng việc phân tích cái sản phẩm thu được, thấy rằng là oxy 17 nó không đi vào nước mà oxy 17 đi vào trong ester, chứng tỏ là cái oxy ở trong ester này là oxy của ancol. Và như vậy người ta kết luận rằng nước được tạo thành do sự kết hợp của hiro từ ancol và OH từ axit. Vì vậy chúng ta mới có định nghĩa là Esther là sản phẩm thu được khi thay thế nhóm OH của axit và nhóm OR phẩy của ancol. Và thế thì đây là cái phản ứng Esther hóa mà chúng ta muốn nói đến. Và để điều chế một cái Esther thông thường, chúng ta sẽ nhìn chung sẽ dùng cái phương án này. Vậy thì có một cái điều khó khăn của chúng ta là trong khi chúng ta muốn thu được Esther thì phản ứng Esther hóa lại là phản ứng thuận nghịch, nghĩa là phản ứng này không xảy ra hoàn toàn. Thế nên trong thực tế chúng ta muốn lượng Esther thu được càng nhiều thì cái biện pháp cần thực hiện ở đây là biện pháp như thế nào? Thế thì ở đây chúng ta sẽ thực hiện cái biện pháp để tăng hiệu suất Esther hóa cũng như là để cũng tương ứng với cái chuyện là để cho cân bằng này dịch chuyển sang chiều thuận thì chúng ta có thực hiện ba cái biện pháp sau. Biện pháp thứ nhất, chúng ta biết rằng là một cái cân bằng hóa học thì nó chỉ có thể dịch chuyển khi chúng ta thay đổi một trong ba cái yếu tố ảnh hưởng đến cân bằng, đó là nồng độ, nhiệt độ và áp suất. Ở đây cái biện pháp đầu tiên người ta nói đến là sẽ dùng dư H24 đặc. Có nhiều bạn sẽ thắc mắc là thế dùng dư H24 đặc để làm gì? Vì chúng ta biết rằng là trong phản ứng Esther hóa thì H24 đặc nhìn chung nó sẽ có vai trò là chất xúc tác. Tuy nhiên H24 đặc còn có khả năng là hút nước
Và khi chúng ta dùng dư H2O4 đặc thì nước sinh ra sẽ bị H2O4 đặc hấp thụ, làm cho nồng độ cân bằng của nước giảm xuống. Vì vậy cân bằng sẽ có xu hướng dịch chuyển sang chiều thuận, chính là chiều sinh ra nhiều nước hơn. Vậy thì cái tác dụng của cái việc dùng H2O4 đặc chủ yếu là nhằm cho cái cân bằng dịch chuyển cho chiều thuận, là chiều sinh ra nước. Và như vậy nếu người ta hỏi trong cái cân bằng ester hóa thì vai trò của H2O4 đặc là gì, thì các bạn phải chỉ ra được đầy đủ hai vai trò. Thứ nhất, nó là chất xúc tác, nhưng bên cạnh đấy quan trọng hơn, nó là chất hút nước. Đấy là cái việc biện pháp thứ nhất chúng ta làm ở đây, là dùng dư H2O4 đặc. Tuy nhiên là riêng cái biện pháp này thôi thì vẫn chưa được như mong muốn, nên thông thường ngoài việc dùng dư H2O4 đặc, chúng ta còn có thể tác động lên cân bằng này bằng cách là đun nóng. Thực tế trong quá trình tổng hợp ở phòng thí nghiệm thì người ta sẽ đun hồi lưu cái hỗn hợp này. Tại sao lại phải đun hồi lưu? Tại vì như chúng ta biết rằng là phản ứng này là hai chiều cực nghịch, và ngoài ra chúng ta lại biết rằng là nhiệt độ sôi của axit, của ancol thì chắc chắn là lớn hơn ester. Cũng như vậy, nước có nhiệt độ sôi cao hơn ester, vì trong khi axit, ancol và nước có liên kết hydro thì ester giữa các phân tử của chúng với nhau hầu như không có liên kết hydro, không có liên kết hydro. Vì vậy, với các cái chất mà có cùng số carbon hoặc phân tử khối là xấp xỉ nhau thì ester luôn luôn là có nhiệt độ sôi thấp nhất. Vì vậy, khi chúng ta đun nóng, mục đích là để trưng cất tách ester. Khi mà ester bị trưng cất tách ra khỏi hỗn hợp thì làm cho nồng độ của ester trong cân bằng giảm xuống, và như thế cân bằng cũng dịch chuyển theo chiều sinh ra ester. Đấy là cái biện pháp thứ hai. Nhưng ngoài ra có một biện pháp nữa cũng rất hay được áp dụng, vì thực tế người ta sẽ đồng thời áp dụng cả ba phương pháp này, đó là lấy dư một trong hai chất độc. Hai chất đầu ở đây là ancol và axit tham gia phản ứng ester hóa. Nếu như chúng ta dùng cái biện pháp là lấy dư H4 đặc hoặc là đun nóng, mục đích là làm giảm nồng độ cân bằng của các chất sản phẩm. Vì vậy mà cân bằng dịch chuyển theo chiều sinh ra các chất đó để bù lại cái lượng đã mất, tức là dịch chuyển theo chiều thuận. Thì chúng ta còn có thể tác động theo kiểu thứ hai là tác động lên các chất phản ứng ban đầu. Muốn thế chúng ta phải tăng nồng độ nó lên. Tuy nhiên tăng nồng độ cả hai chất đồng thời với nhau thì việc đấy không giải quyết được vấn đề gì, mà người ta sẽ giữ một chất cố định và lấy thật dư chất kia. Thế thì với cách làm như thế này, về nguyên tắc thì cái hiệu suất tính theo chất mà không được lấy dư có thể đạt đến gần 100%. Đấy đi. Thế thì chúng ta lưu ý rằng là có cái ba cái biện pháp để điều chế ester. Và chúng ta cũng phải lưu ý rằng là những cái ester mà để điều chế được một phương pháp chung này ấy, thì điều kiện tối thiểu của nó đó là ancol tương ứng với ester đấy phải bền. Vì nếu như ancol tương ứng mà không bền, ví dụ OH gắn vào núi đôi hoặc nhiều OH gắn vào cùng một carbon, thì nó sẽ không tồn tại trong thực tế. Và như vậy cái việc thực hiện phản ứng ester hóa theo hướng này là sẽ không thể làm được. Thế thì với cái tiêu chí đó chúng ta cùng xét một số ví dụ sau.